Và kính thưa quý vị, sau đây là những bản tin cuối. Chánh biện lý Orange County bị buộc công khai thông tin về chủng tộc của người bị truy tố. Theo báo mạng Voice of OC, chánh biện lý Todd Spitzer thuộc đảng Cộng hòa bị Liên đoàn Dân quyền Hoa Kỳ ACLU và Liên đoàn Chisan Unit the Orange County kiện yêu cầu biển lý cuộc Orange County phải công khai thông tin về chủng tộc của những người bị cơ quan này truy tố khác với người tiền nhiệm là ông Tony Rakakis, cũng thuộc đảng Cộng hòa. Ông Spitzer chỉ đưa ra thông số về chủng tộc của những người bị khởi tố, nhưng nhất quyết không đưa ra thông tin của người bị truy tố. Vì vậy, ACLU cho rằng, cách làm việc và quy định của biện lý cuộc Orange County vẫn không thay đổi tuy có lãnh đạo mới. Bà Emmy McLean, luật sư của ACLU Bắc California cho biết, biện lý cuộc Orange County không chịu đưa ra thông tin có tên tuổi của những người bị khởi tố trong 3 năm cho rằng việc làm của cơ quan đó là cách dùng công chúng để che giấu những chuyện mờ ám của họ. Và bây giờ công chúng sẽ biết được các công tố viên đang làm gì. Tại phiên tòa ngày 22 tháng 8, chánh án Walter Swarm thuộc Tòa Thượng thẩm Orange County cho biết biện lý của Orange County có quyền không đưa ra một số thông tin về quan hệ giữa luật sư và thân chủ trong những vụ kiện còn có lý do chính đáng để không tiết lộ tên tuổi. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn phải đưa các thông tin đó ra trước công chúng. Bà McLean cho hay vụ kiện đó là một chiến thắng cho sự minh bạch, bắt các cơ quan chính phủ phải chịu trách nhiệm và cho công chúng quyền biết các công tố viên đang làm việc như thế nào. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Anaheim không minh bạch sử dụng hàng triệu mỹ kim không đúng cách. Một cuộc điều tra mới đây cho thấy là các nhà vận động hành lang ảnh hưởng đến nhiều quyết định của thành phố Anaheim ra sao gây ra việc sử dụng hàng triệu mỹ kim không đúng cách. Theo báo mạng Voice of OC, đây là cuộc điều tra của nhóm JL Group do chính thành phố Anaheim mời điều tra, cho thấy là thành phố này không minh bạch và các nhà vận động hành lang bị tố cáo che giấu nhiều buổi họp hoặc là ảnh hưởng các dân cử không đàng hoàng. Đó là những lý do khiến cho các dân cử Anaheim sử dụng không đúng cách hàng triệu mỹ kim tiền thuế của cư dân. Không hề có kiểm tra sử dụng tiền đó như thế nào. Không chỉ ở Anaheim, đây là một vấn đề nghị hiện ở nhiều thành phố và cuộc điều tra của JL Group đang gây ra nhiều tranh cãi ở địa phương về định nghĩa của các nhà vận động hành lang và ai phải ghi danh nếu muốn có liên quan đến quá trình đưa ra các quy định mới của thành phố. Các nhà điều tra cho biết là việc thuê các nhà vận động để đưa ra ý kiến của họ trước các dân cử không có gì là bất hợp pháp nhưng điều đó có thể gây ra sự thiếu cân bằng trong các tòa thị chính vì các dân cử phải chọn giữ ý kiến của các chuyên gia với ý kiến của cư dân. Theo thông tin từ Orange County, thì nơi này có khoảng 80 nhà vận động hành lang làm việc cho 300 thân chủ ở cấp quận hạt. Tại Anaheim, thì thành phố này có khoảng 20 nhà vận động làm việc cho 30 thân chủ. Hiện nay, thì Anaheim và Irvine đang thảo luận để tìm cách kiểm soát vận động hành lang trong thành phố. Irvine muốn thắt chặt cách quy định, còn Anaheim thì muốn minh bạch hơn về vấn đề này chạy ngược chiều trên xa lộ Tennessee, tài xế gốc Việt thiệt mạng. Một tai nạn ba xe liên hoàn trên xa lộ I-269 ở tiểu bang Tennessee mới đây đã khiến một người chết, đài Fox 13 loan tin. Cảnh sát nhận diện nạn nhân là Trí Tâm Nguyễn, 29 tuổi. Tai nạn xảy ra khoảng 5 giờ 20 phút sáng. Theo sở cảnh sát Collierville, nặng tới mức xa lộ phải đóng cả hai chiều nguyên buổi sáng hôm đó. Xe của Trí chạy ngược chiều về hướng Nam trên làng xe ngoài cùng hướng Bắc của xa lộ I-269 gần mốc đường số 48 gần Wolf River. Một chiếc xe thứ hai đang chạy lên trên cùng làng đường ngoài cùng. Thấy xe của Trí đang lao tới thì lách ngay qua làng đường giữa để tránh tông trực diện. Xe của Trí đụng vào bên trái của chiếc xe thứ hai. Chiếc này chạy tiếp tới một đoạn rồi dừng lại được. Cũng trên làn đường ngoài cùng có một chiếc xe thứ ba lúc đó đang chạy theo sau chiếc xe thứ hai, tránh không kịp nên xe của Trí và chiếc xe thứ ba đâm sầm vào nhau. Xe thứ ba lạc tay lái, xoay mấy vòng rồi dừng lại. Tài xế trong xe này bị thương, riêng xe của Trí thì bị hất tung lên rồi cắm đầu xuống dải cỏ ngăn hai chiều xa lộ. Trí văng ra ngoài và rơi xuống gần đó chết tại chỗ. Chưa rõ nguyên nhân tài xế lái xe ngược chiều trên xa lộ, tai nạn vẫn trong vòng điều tra vâng kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của sài gòn tv xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả